con cò để gửi đến tất cả các bạn. Mình mong rằng trong quá trình mình video, mọi người ủng hộ mình bằng một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để cái đợt bút tranh con cò thì đầu tiên mình sẽ đi dùng bút in đã bút tranh mẫu của mình. Đây là bút tranh mẫu của mình các bạn. Đây sẽ là bút in của mình. Bây giờ mình sẽ dùng bút in để in lại bức tranh mẫu. Mình sẽ đi lại tầm mẫu có chi tiết cho các bạn cùng xem. Như vậy là mình đã đi in xong bức tranh mẫu con cò các bạn ạ. Và mình sẽ dùng bức tranh để đi vẽ lại bức tranh mẫu của mình. Mình sẽ đặt tên cho bức tranh của mình là con cò. Cò thì có cái mỏ rất dài các bạn ạ. Là mình sẽ vẽ cái mỏ. Đây là cái mỏ. Mỏ của cò thì vừa dài vừa nhọn các bạn ạ. Đây mắt con cò các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi vẽ phần thân của nó. Đây là đuôi của nó các bạn. Bây giờ mình sẽ vẽ chân cho nó các bạn ạ. Mình sẽ đi vẽ chân thứ hai của các bạn.
Cầm rồi, gặp rồi. Vậy là mình đã vẽ xong bức tranh con cò. Thì các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh ông già Noel để gửi đến tất cả các bạn. Nếu rằng trong quá trình mình vẽ, mọi người ủng hộ mình bằng một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để các bạn bức tranh ông già Noel, mình sẽ dùng bút đi để Thank you.
Như vậy là bức tranh ông già Noel của mình đã xong. Nếu các bạn thấy hay và thấy đẹp, hãy để cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.